Ôi anh ơi, có ai làm gì ở xe mình kìa? Này cái anh kia, tính trộm cắp gì à? Không không, tôi thấy cái xe này không đóng cửa, mà bên trong có rất nhiều đồ giá trị. Tôi ở đây trông hộ họ thôi. Anh không đóng cửa thật. Đây là xe của tôi. Cảm ơn anh. Tôi không có gì đâu. Tôi đi trước đây. Anh ơi, hình như em thấy người vừa nãy có ý đồ gì hay sao ấy. Làm gì có ai đứng trong xe không công giữa trời nắng nôi như thế này. Chắc không phải đâu em. Em nghĩ như thế tội cho người ta.